Xin chào cả nhà và các bạn. Đến hẹn lại lên. Hôm nay Thu Dương trở về cái đập đen quyều để câu cá qua ai nha các bạn. Hôm nay mình sẽ câu màu xanh tím nè các bạn. Hôm nay mình mời cả nhà và các bạn cùng Thu Dương câu nha. Hôm nay mình sẽ trở về đập đen quyều câu cho các bạn xem nha. Bây giờ mời cả nhà và các bạn cùng Thu Dương câu nha. Các bạn có thể luyện, các bạn luyện thẳng ra ngoài nha các bạn. Các bạn luyện thẳng ra ngoài rồi các bạn cứ quay quay, nếu có cá là nó cắn nha các bạn. Các bạn luyện ra, các bạn cứ quay quay, có cá là nó cắn nha các bạn. Đây câu cũng dễ lắm nha các bạn. Các bạn, con này 5 phao nha các bạn. Con này là 5 phao đó các bạn.
các bạn. Khá nhỏ nên đây. Anh bé các bạn. Vô nữa các bạn ơi, vào nữa nè các bạn. Vào nữa nè các bạn. Máy thả nha các bạn. Các bạn ơi, vào nè các bạn. Vào nữa nè các bạn. Cái nhỏ xíu rồi các bạn. Chơi sai chích. Chơi giống như nè. Yeah, are you the chick? Watch your channel. Yeah. Yeah, good. You're doing well. You've done nothing. You get nothing? One small one. Oh. I delete the two of them already. You just let it bounce, right? Yeah. That's it? Yeah, you use the chick. You go to the bottom. You like this. And then boom. Okay. And over there again? Yeah. Everywhere the wood. Right now the fish going. See. Okay. Yeah. Okay, come on. Yeah. Good show. Thank you. Người Việt Nam với đi câu chung với người Tây đó các bạn, họ hỏi mình
cái cách câu như thế nào, mình chỉ họ câu bằng chích đó các bạn. Họ được con cá rất là nhỏ. Vô nữa các bạn ơi. Vào nè các bạn. Sấy rồi. Cá cắn nhẹ quá, chụp sấy nữa rồi các bạn. Vô nữa các bạn ơi, vào nữa nè các bạn. Vào nữa nè các bạn. Con này 3 phao trở lên nha các bạn. Con này 3 phao trở lên nha các bạn. Wow, nó không chịu lên luôn á các bạn. Wow. Cá này khoảng 5 phao nha các bạn. Mấy phao các bạn? 5 phao, 7 phao luôn các bạn. Các bạn thấy mình câu cá, mình câu mồi này nha các bạn. Cái đầu chích màu hồng, cái mình màu xanh nha các bạn. Các bạn cứ liện ra ngoài đó, các bạn cứ quay từ từ thì có cá nó cắn nha các bạn. Vô rồi các bạn ơi. Cá nhỏ quá các bạn.
Vô rồi các bạn. Vào rồi nè các bạn. Vào rồi nè các bạn. Quá đã luôn. Ba phao trở lên nha các bạn. Ba phao trở lên. Con ba phao rồi các bạn. Mà trắng đẹp lắm các bạn. Vô rồi các bạn. Vào rồi nè các bạn. Vào con lớn rồi các bạn. Cá ngon không các bạn? Bốn năm phao không các bạn ơi? Cá rất là ngon.